Xin chào tất cả mọi người, mình chỉ còn mới sẽ giới thiệu cho các bạn cách tôi có sao biển này. Đây, còn nâng cảnh, nhìn rất là dễ thấy luôn nha. Và bây giờ thì mình cùng bắt đầu tôi nha. Ok. Và với con sao biển này thì chắc có lẽ mình sẽ tôi nó bằng màu đa cam nhé. Mình sẽ tôi từ góc này. Tiếp theo thì mình sẽ tô các phần bên này nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ hoàn thành được cái con ốc cuối cùng này nha mọi người. Và vào cuối cùng thì mình sẽ tô hai cái mắt của con sao biển này, sẽ là màu xanh lá cây nha. Đây. Bây giờ thì mình sẽ vi mặt cho đều. Okay, như vậy là mình đã tô xong mấy con sao biển nha. Đây, nhìn rất là dễ thương. Hai mắt này màu xanh nha. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu là sẽ phải đồng hành với mình.